Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn đức. Thưa các bạn trẻ, lời đầu tiên xin cho phép chúng con được gửi lời chúc trên sư phụ cùng chư tôn đức pháp thể khinh an, và xin chúc các bạn trẻ có mặt trong khóa tu ngày hôm nay có thật nhiều niềm vui. A Di Đà Phật. Các bạn trẻ thân mến, các bạn đã sẵn sàng để đến với câu chuyện của buổi sáng ngày hôm nay chưa? Các bạn thân mến, có một cuộc tranh cãi đang diễn ra. Có một anh chàng, anh nhắn tin cho một cô gái như thế này. Em, anh có bé hơn ba em nhiều không? Cô gái mới nhắn lại rằng, ừ thì em bé hơn ba anh mà. Anh chàng mới nhắn lại rằng là, tại sao anh bé hơn ba em mà em lại không bé hơn ba anh? Cô gái nói rằng là tại vì anh không bé hơn ba em nữa cho nên em không bé hơn ba anh. Anh chàng kia nói, vậy thì tóm lại em có bé hơn ba anh không? Theo bạn thì sao ạ? Theo bạn thì sao? Anh bé hơn ba em nhưng mà tại sao em lại không bé hơn ba anh? Tại sao vậy? Tại sao ạ? Tóm lại là cô gái nói rằng là vì anh không bé hơn ba em cho nên là em không bé hơn ba anh. Vậy thì bé hơn ba là gì ạ? À, bé hơn ba là cái này. Hài não quá. Là trái tim đúng không? Là biểu tượng cái gì ạ? À, biểu tượng của tình yêu. Các bạn hay quá. Hóa ra là tình yêu nó rất là đơn giản, nhưng mà có khi chúng ta lại làm cho nó làm sao? Phức tạp hẳn lên và làm cho chúng ta vô cùng hài não, đúng không? Nhưng mà các bạn biết không? Để bước đến giai đoạn hài não này á, thì hầu hết chúng ta đều ở trong một cái giai đoạn, đó là giai đoạn của sự ám ảnh. Giai đoạn của sự ám ảnh. Vì các bạn biết sao không ạ? Các bạn có một người cô, và cô này cô rất là quan tâm bạn. Cô ăn cùng bạn, cô ngủ cùng bạn. Nhiều lúc bạn phải rất là bực mình, phiền lòng. Bạn có biết cô ấy tên gì không ạ? À, cô ấy tên là Đơn. Và đó là một cái sự ám ảnh. Và người ta, dù già hay trẻ đi nữa, ai cũng sợ sự cô đơn. Và người ta nói rằng, người ta sợ sự cô đơn giống như là sợ cái sự trần truồng vậy đó. Đến nỗi như nhà thơ Xuân Diệu, ông diễn tả người mà cô đơn ấy, giống như là cái người đã chết. Ông nói là, em có bao giờ tưởng tượng xem một mình anh sẽ sống không em, bơ vơ như đã muôn lần chết, đã chết nhưng còn phải sống thêm. Tức là cái người cô đơn, người ta sống ở trong cái trạng thái đó là sống dở, chết dở. Và các bạn biết không, có nhiều bạn vào trong khóa tu này rồi cũng sống dở, chết dở. Sau mỗi thời công phu, nghe giảng xong, đi ra trước sân chùa, ngồi dưới một gốc cây, thẫn thờ, nhìn về phía xa xăm, rồi lẩm bẩm, đêm đêm lật từng trang kinh, trang nào cũng thấy bóng hình của em. Cái này là cạn lời, không phải biết nói làm sao nữa. Chắc là ở giai đoạn cuối rồi. Và xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Và có lẽ là đêm nay, đêm mai và đêm mai nữa,
nhớ mãi một người không nhớ ta. Thôi đi nha, tu lại từ đầu nha. Bạn biết không, có bạn kia bạn hỏi thầy cho con hỏi xíu. Nói gì bạn? Bạn nói là thầy gặp một cô gái đẹp, thầy có rung động không? Thế các bạn thì sao ạ? Thầy nói là khi gặp một cô gái đẹp, thầy có rung nhưng mà thầy không có động. Tại vì sao các bạn biết không ạ? Tại vì Đức Phật dạy rằng là tất cả chúng ta đang sống ở trong một cái cõi gọi là cõi dục. Và đã sống trong cõi dục thì ai cũng rúng cả. Nhưng mà cái sự khác nhau ở đây là gì ạ? Cái người rúng mà không đồng đó là người tu. Còn người nào mà vừa rúng vừa đồng thì người đó là người đời. Thực sự là không có một đống rơm nào nó vô cảm với lửa cả, đúng không? Cho nên chuyện mà rúng đồng nó là cái chuyện bình thường như chuyện hít thở. Và nếu như bạn không tin thì bạn có thể gọi điện thoại lên hỏi ông trời, nhấc phone lên hỏi ông trời, nhấc phone lên hỏi ông trời, trai không mê gái trên đời có không? Ông trời ông bảo hỏi ngông, trai không mê gái công công hả mày? Cho nên là ai mà mê là gì ạ? Bình thường. Người nào không mê mới là bất thường, đúng không? Mê là chuyện bình thường. Cho nên lửa tình thì sao ạ? Lửa tình thì trong mình ai cũng có. Lửa tình trong mình ai cũng có. Và lửa tình sẽ sẵn sàng thiêu đốt bất cứ ai. Cho nên có một người ta viết như vậy này, các bạn nghe ha. Tình yêu là ngọn lửa khiến con người phải liều mình. Cho dù là người thông minh hay ngốc nghếch, đã yêu rồi đều biến thành con thiêu thân. Ai đã biết xông vào lửa sẽ biến thành tro bụi. Nhưng biết làm thế nào, trăm năm sau, cho dù đã từng bốc cháy hay không, chúng ta đều sẽ biến thành tro bụi. Có nghĩa là sao ạ? Người này nói rằng là yêu cũng chết, mà không yêu thì cũng đai. Đó. Vậy thì thầy hỏi nhỏ các bạn siêu là thầy có nên yêu không ạ? Tại sao vậy ạ? Tại sao ạ? Tại sao thầy phải yêu ạ? Bạn này nói là cứ yêu đi vì đời cho phép. Cứ ngờ người tu không biết yêu, sống không tình cảm, sống cô liêu, tháng ngày chỉ biết câu canh kể, chôn đời trong nếp sống quằn hiu. Vợ lẽ người tu cũng biết yêu, mà không yêu một lại yêu nhiều, sang hèn xấu đẹp đều yêu cả, tim này không biết rộng bao nhiêu. Cho nên nếu như mà không có tình yêu thì có khóa tu mùa hè này không các bạn? À, bởi vì quý thầy có tình yêu cho nên mới có khóa tu mùa hè này. Và bởi vì có tình yêu cho nên hôm nay ở đây chúng ta mới nói về chuyện tình yêu. Tuy nhiên, đây là một việc làm hết sức liều lĩnh. Các bạn có biết tại sao không ạ? Tại vì người ta nói rằng là đừng có dày khôn tình yêu. Tại vì tình yêu nó sẽ không có nghe gì cả ngoài nhịp tim đang đập tơi bời đến si dài của nó. Đúng không? Đừng có dày khôn tình yêu. Và quả thực là như vậy các bạn. Khi mà yêu thì người ta dùng cái từ là gì ạ? Say tình, đúng không? Có ai nói là yêu mà tịnh tình không? Không có ai yêu mà người ta gọi là tịnh tình cả, mà gọi là say tình. Nếu mà các bạn tịnh tình thì các bạn đã ở trên rồi không? Các bạn làm thần làm thánh rồi. Vì bạn đang say tình cho nên bạn mới ở đây. Vì vậy mà đó quả thực là một cái điều là gì ạ? Trên trời có những thần tiên, mà dưới đất thì có những người điên vì tình. Người ta điên vì tình ấy, có những cái rất là đơn giản. Nhiều khi người ta chỉ điên vì nửa nụ cười thôi. Hoặc là điên vì một ánh mắt, một hàng mi hay là một cái giọt lệ
nào đó. Người trao có nửa nụ cười mà ta mất cả một đời để quên. Đúng không? Người trao có nửa nụ cười mà ta mất cả một đời để quên. Hay là đôi mắt em là dải huyệt dài đã chôn sống bao chàng trai trẻ. Lệ em rơi hơn một lần có lẽ nên chết đuối đâu chỉ mình anh. Các bạn thân mến, người ta yêu vì một cái mũi dọc dừa, một con mắt bồ câu hay là một cái cằm vi lai gì đó là chuyện bình thường đúng không? Là chuyện bình thường. Nhưng mà có người người ta điên đến nỗi như vậy này. Đó là tôi ca không hay. Sao nữa? À, tôi đàn nghe dở ẹt. Nhưng mà sao? Nhưng nàng khen nhiều và thật nhiều. Thật không thể tin nổi. Cho nên chúng ta có thể nói rằng là tình yêu là cái lời nói dối uyên thâm nhất của trái tim. Nói dối theo kiểu như thế nào ạ? Giả vờ mạnh mẽ, giả vờ cười, giả vờ không nghĩ, giả vờ thôi, giả vờ vui khi đang buồn tủi, giả vờ cười khi nước mắt đang rơi, giả vờ quên trong khi đang rất nhớ, giả vờ hết yêu trong lúc vẫn yêu nhiều. Thôi cái này khó quá, bỏ qua. Ngay cả cái ông Pascal là một nhà toán học, một nhà vật lý học, thiên văn học, triết học và là một tác gia, nhưng mà ông cũng phải bó tay khi ông tuyên bố rằng là trái tim có những lý lẽ mà lý trí không thể nào hiểu được. Cho nên các bạn thấy là một cái người mà thiên tài như cái ông Pascal đó mà phải bó tay, thì chúng ta là người bình thường thì sao ạ? À, chúng ta sẽ bó toàn thân. Đúng không? Bó toàn thân luôn. Và các bạn biết không, tình yêu nó giống như là một bóng ma vậy đó. Người ta cứ nửa tin nửa ngờ, lờ mờ không biết nó có hay không. Hoặc có người đã bắt gặp, hoặc có người không cần biết là có hay không. Đơn giản, yêu chỉ là yêu. Như lời bài hát gì ạ? Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau. Yêu em khi chỉ biết đó là em. Vậy thì em là ai vậy? Biết không? Không biết luôn. Không biết em là ai, không biết em ở đâu, địa chỉ, số nhà, tên tuổi, nghề nghiệp, tư tưởng, tình cảm như thế nào mà yêu. Yêu như vậy là gì ạ? À, yêu như vậy gọi là quá liều. Quá liều. Và coi chừng đó các bạn. Coi chừng sao ạ? Em ơi đừng nghe nó lừa đó. Nó ở quê đã có vợ rồi. Nên đừng có vội các bạn. Đừng có vội mà phải hỏi cho thật là kỹ, quan sát cho thật là tinh tường rồi mới yêu. Chứ không giống như là hỏi anh á, thì anh bảo học trò, vậy mà anh lại cưỡi bò hôm qua. Hỏi anh thì anh nói là học trò, vậy mà chúng ta lại thấy anh cưỡi bò ngày hôm qua. Thì đây chắc chắn là gì ạ? Đây chắc chắn là hầu duệ. Hầu duệ mặc giày. Nên người ta khi mà yêu đừng có vội các bạn. Người ta nói rằng là cái gì bào phát thì sẽ bào tàn. Hai người anh có nói một câu đó là gì ạ? Hot love is soon cold. Có nghĩa là tình nóng thì chóng nguội. Cái gì mà nóng quá thì nó sẽ chóng nguội. Và các bạn biết là có một số bạn nữ rất là thông minh. Rất là thông minh. Và câu hỏi này đáng lẽ thầy phải hỏi cho các bạn nam này. Các bạn nữ thông minh lắm. Và các bạn nữ hay nói một câu đó là đàn ông của các anh á, là sao ạ? À, đàn ông của các anh ai cũng giống nhau cả. Vì mà các bạn nữ lại mất rất là nhiều thời gian để tìm một người yêu, đúng không? Vậy thôi nhắm mắt cua đại đi không? Tại sao lại nói đàn ông các anh ai cũng giống nhau mất thời gian vậy? Tại vì sao ạ? Tại vì có những đứa mình yêu nhưng mà không gần được. Còn có những đứa yêu mình nhưng mà không ừ được, đúng không? Có những đứa mình yêu mình nhưng mà không có gần được. Còn có những đứa yêu mình nhưng mà không thể nào ừ được. Tại vì đơn giản là chúng ta không có
dễ gì mà trao thân cho một người mà chúng ta không biết địa chỉ này, số nhà này, rồi tư tưởng, tình cảm, nghề nghiệp họ như thế nào. Đó là một sự chọn lựa rất là khôn ngoan của các bạn. Đó là một sự chọn lựa gọi gì ạ? Có một cái tầm nhìn xa trên 10 cây số và đã có một cái sự tính toán rất là kỹ. Tại sao các bạn biết không ạ? Tại vì nếu như mình chọn bồ xấu thì sợ bạn chê, mà chọn bồ đẹp thì sợ bạn mê, bạn giành. Và người ta ai cũng có cái xu hướng là an toàn, và không ai muốn đưa cuộc đời của mình vào những cái con đường đau khổ. Các bạn nam rất là hiếu thắng, rất là manh động, rất là thích mạo hiểm. Nhưng mà hãy cẩn thận, tại vì người ta ví các bạn nữ này, này, những người phụ nữ là những con đường, và đường càng cong thì càng nguy hiểm. Cho nên ai đã bước vào những cái khúc quanh đó, những con đường quanh co đó, thì phải mở mắt to ra mà nhìn, phải vững tay lái, phải tỉnh táo, không thì coi chừng sẽ bị hất văng ra khỏi cái đường đó lúc nào mà không biết. Các bạn biết không, có một bạn gái, bạn rất là sợ bị bồ đá, cho nên bạn này mới hẹn chàng trai ra công viên và nói với chàng trai rằng: anh, hôm nay em có một sự thật muốn nói với anh. Thì cái chàng trai cứ nói rằng là: có gì em cứ nói đi. Cô gái nói rằng là: anh, em không có đẹp. Chàng trai nói: ôi, tưởng chuyện gì, anh đâu có cần hoa hậu đâu. Cô gái mới nói tiếp: anh, nhưng mà em không biết nấu ăn. Cái anh kia nói: ôi trời, chuyện nhỏ, anh đâu có cần đầu bếp đâu. Bà gái cứ nói tiếp: anh, nhưng mà em lại không biết làm việc nhà luôn. Chàng trai mới nói: ôi trời đất ơi, tưởng chuyện gì, anh đâu có cần ô xin đâu. Bạn gái cảm thấy cảm động quá và nói với chàng trai: anh, nhưng mà sao anh lại rộng lượng với em như vậy. Chàng trai nói: thì đơn giản thôi, anh đâu có cần em đâu. Nên đừng có ảo tưởng các bạn. Bạn gái này á, bạn đang mắc phải một cái loại virus, đó là mang tên là ASTSM. ATSM, ảo tưởng sức mạnh. Nên tình yêu nó có ngọt ngào như thế nào đi nữa cũng không thể nào mà đem ra nấu chè được. Khi mà bạn phải đối diện những cái chuyện sau này như là vợ đói, con đau, nhà hết gạo. Cho nên đừng có ảo tưởng, đừng có nhìn bề ngoài mà vội, đừng có vội trao thân cho người ta khi mà nhìn cái vẻ hào nhoáng của họ. Đó là một cái sự vội vàng và chúng ta sẽ gặp phải những cái điều rất là nguy hiểm. Nên mình hay nghe cái câu nói đó là gì ạ? Có thân thì phải biết gì ạ? Có thân phải biết lo, phải biết giữ, có nghĩa là phải biết giữ mình. Có ai nói rằng có thân là phải biết xài không? Không. Nhưng mà nhiều người bây giờ đem thân ra xài. Đem thân ra xài thì cũng giống như là cơm đã ăn, gạo đã hết. Cho nên khi bước vào đời sống hôn nhân thì các bạn sẽ như thế nào ạ? Sẽ ăn một cái nồi cơm nguội. Ăn một cái nồi cơm nguội rất là hậm hiu. Và bạn có mong muốn chuyện đó xảy ra không? Không. Đó là cái điều mà tất cả chúng ta không ai mong muốn. Vậy thì chọn cho mình được một người yêu đã là một công việc vô cùng khó phải không bạn? Nhưng mà để làm thế nào để mà yêu không mù quáng lại là một chuyện nó khó khăn hơn rất là nhiều. Cho nên có một cô gái, cô mới hỏi mẹ mình là: mẹ, con thấy người ta yêu mù quáng con khổ quá. Mẹ ơi, làm thế nào để yêu mà không mù quáng hả mẹ? Một cái bạn gái kia mới trả lời rằng là: tao cũng không biết luôn. Nhưng mà mày cứ yêu đi rồi sáng mắt ra. Có ai yêu mà sáng mắt ra không các bạn? Có ai yêu mà sáng ra được không ạ? Nhất là các bạn học trò này, chúng ta không nên yêu sớm. Vì sao các bạn biết không ạ? Tại vì tuổi học trò yêu là không tốt. Yêu vào rồi thì cái dốt nó lòi ra. Ngồi trong lớp thì chỉ nghĩ đến người ta, và bài kiểm tra thì toàn là 3 với 4.
Là vì sao vậy ạ? Người ta bảo là yêu là ngốc, vì chữ tình là nguồn gốc của chữ ngu. Nghe nặng các bạn. Các bạn có tin là điều đó thật không ạ? Khi người ta yêu nhau, người ta thường gọi nhau là gì ạ? Ôi, chàng ngốc của em. Ôi, nàng ngốc của em. Mà có chiều không? Chiều không? Chiều luôn. Mà chiều luôn có nghĩa là chiều chấp nhận mình ngu. Ôi, chàng ngốc của em. Nghe người ta kêu vậy mà hạnh phúc không ạ? Hạnh phúc thấy lạ luôn ha. Nhưng mà bình thường đó, bình thường có đứa nào mà kêu mình vậy thì có chịu không ạ? Có chừng á. Nhưng mà nói nha, nói thì phải có sách mà mắt có chứng. Các bạn có tin đó là sự thật không ạ? Ví dụ một chàng trai khi viết thư cho các bạn gái sẽ viết như thế này: em yêu dấu, anh đang viết thư này cho em khi đóa hoa quỳnh đang tỏa hương trong đêm huyền diệu, bla 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 gì đó ha. Rồi cuối thư thì sao ạ? Ngày chờ, tháng đợi, đêm mong, ký tên chàng ngốc của em. Đó. Khi yêu thì chấp nhận là mình là một chàng ngốc. Nhưng bình thường đứa nào mà nói ngốc thì hơi mệt chuyện với mình đó. Có chịu không? Chắc chắn là không ai chịu cái điều đó. Và có người nói rằng là yêu là ngu ngốc á, thì hơi quá đáng. Mà người ta đang làm cái gì ạ? Người ta đang làm theo cái sự mách bảo của con tim. Phải các bạn? Yêu là đang làm theo sự mách bảo của con tim, đúng không? Nhưng mà các bạn biết không? Câu nói là làm theo sự mách bảo của con tim là một câu nói vô cùng nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Tại sao ạ? Ví dụ, đây là cái người làm theo lời mách bảo của con tim. Đừng cố giữ những gì không phải là của mình. Cái gì không phải của mình thì cứ giật nhiệt tình rồi sẽ được. Đó là làm theo lời mách bảo của con tim. Và hậu quả là như thế nào ạ? Năm 18 tuổi, anh bỏ nhà đi bụi, giật dây chuyền dành tặng người yêu, cướp xe rim chở nàng đi dạo phố. Nhưng than ôi, cuộc đời anh sụp đổ, vào xà lim ngóng mọi cổ mà không được ra. Thì đó gọi là gì ạ? Làm theo sự mách bảo của con tim. Cho nên câu nói làm theo sự mách bảo của con tim là một câu nói vô cùng nguy hiểm, khi mà nó hoàn toàn vắng mặt của lý trí. Và đây là một người yêu mà có lý trí này. Đó là đừng cố giữ những gì ngoài tầm với, mấy của trời cứ để gió cuốn đi. Đó là người yêu mà có lý trí. Cho nên các bạn thấy không ạ? Tình yêu á, nó có thể giúp cho chúng ta vượt lên những suy nghĩ tầm thường, đúng không? Nhưng mà nó cũng sẽ đưa cho chúng ta đến những ý nghĩ tầm bậy. Đó là điều chắc chắn. Cho nên á, trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật có nói rằng đừng bao giờ tin vào tâm của mình khi bạn chưa chứng thánh. Đừng bao giờ tin vào tâm của mình khi bạn chưa chứng thánh. Và quả thực là trong cuộc đời này không ai cấm các bạn yêu cả, không ai cấm chúng ta yêu cả. Nhưng mà chúng ta yêu làm sao để cho cái tình yêu của mình nó được thăng hoa? Yêu làm sao đừng có để cái tình yêu của mình nó lọt hầm, té hố, nó rơi vào vực thẳm. Và phải yêu làm sao để có một cái lý trí nó biết thức ngủ cùng con tim. Thì khi đó cái cuộc tình của bạn nó sẽ rất là đẹp. Vì khi đó là sao các bạn? Vì lúc đó mình hiểu được nhiều thì mình mới sao ạ? Mình mới thương được sâu, đúng không? Còn các bạn yêu mà không hiểu thì sao các bạn? Yêu mà không hiểu thì sao ạ? Yêu mà không hiểu thì chúng ta sẽ mãi là người lạ trong danh bạ của nhau. Vì sao vậy ạ? Vì chúng ta không có sự truyền thông kết nối nào cả. Và nó ở cái trạng thái gì các bạn? Ở trạng thái gì ạ? No signal. Đúng không? Đó là vì có sự kết nối nào đâu. Đây là cái gì ạ? Gọi là một từ thiếu kết nối. Cho nên các bạn muốn có được một cái sự kết nối vững bền này trong tình yêu á, thì ngoài con tim, bạn cần phải có một cái lý trí. Và khi đó chắc chắn rằng tình yêu của các bạn sẽ được vững chãi, và cuộc tình của các bạn sẽ rất là đẹp. Đẹp đến nỗi mà trời đất cũng phải
cảm động. Và rồi sao nữa? Và rồi trên trời, dưới đất, trong công viên, anh và em, chúng ta yêu nhau và cùng nhau nhìn về một phía. Đố các bạn ở phía đó có cái gì ạ? Phía đó có chiếc xe của đôi ta và có một đứa đang lưng la định cướp. Cùng nhìn về một phía không phải là như vậy, mà cùng nhìn về một phía tức là có chung ước mơ, có chung lý tưởng và có chung một nền tảng tâm linh. Ví dụ như các bạn ở đây, hôm nay mình vào đây mặc áo gì đây ạ? Mặc áo lam có nghĩa là mình là con của Phật, thì chắc chắn rằng bạn đã có chung một cái nền tảng tâm linh, bạn đã có những hành trang cho tình yêu của mình, đó chính là sự hiểu và thương như Đức Phật đã chỉ dạy, thì chắc chắn rằng bạn sẽ có một cuộc tình rất là đẹp. Đừng có hệ một cái là gì ạ? Hay là mình cứ bất chấp. Rồi nói rằng là đã thương thì sao ạ? Đã thương thì không có sợ tai ương. Đã thương không sợ tai ương. Và các bạn biết không, trong rất rất nhiều lần quý thầy tổ chức khóa tu mùa hè cho các bạn, không chỉ ở chùa Hoằng Pháp này mà còn khắp nơi trên đất nước này, điều hỏi quý thầy một cái câu mà hỏi lui hỏi tới rất là nhiều, đó là thầy thầy cho con hỏi, con có thể yêu các thầy được không? Có không các bạn? Có người hỏi phải không ạ? Theo các bạn có được không ạ? Có người có người không nữa. Nếu bạn nào nói không thì xin chúc mừng bạn, còn bạn nào nói có thì xin lỗi và xin chia buồn với bạn, tại vì bạn sẽ không có cơ hội để được làm người. Bạn không có cơ hội để được làm người. Bởi vì khi bạn yêu một người tu, bạn sẽ biến thành một dạng khác. Dạng gì các bạn biết không ạ? Ai đã từng coi phim Tây Du Ký? Nhiều quá. Rồi, bạn có biết Đường Tăng không ạ? Ai yêu Đường Tăng? Yêu nào nữa? Cho nên chỉ có hai dạng người yêu Đường Tăng. Một đó là yêu quái, mà hai là yêu tinh. Nên bạn nào yêu người tu thì một là gì ạ? Hai là gì ạ? Cho nên bạn nào, thầy nói nhỏ nha, vào trong khóa tu này mà lỡ yêu thầy nào rồi á, thì sờ lên cái đầu của mình xem có cái sừng nó mọc lên chưa. Nếu mà có rồi thì làm ơn đi mài giúp một cái. Nên đừng có hệ đồng một cái là gì ạ? Hay là mình cứ bất chấp, không có được. Các bạn biết không ạ? Có những cái chân lý nó không bao giờ cũ. Đó là gì ạ? Đó là muốn gặt thì phải gieo trồng. Hay ở trong bất cứ một cái lĩnh vực nào, ở trong tình yêu cũng vậy, bạn cũng không thể thoát ra ngoài luật nhân quả, tức là cái luật gieo và gặt. Một tình yêu á, cũng phải được sửa soạn, chuẩn bị cho đàng hoàng, chứ không thể nào tùy tiện được chăng hay chớ, hay là chạy theo những trào lưu của xã hội. Tại vì xã hội này đã từng có rất là nhiều những cái trào lưu, nhưng mà tình yêu ở trong thời đại nào, trong xã hội nào, nó cũng đòi hỏi chúng ta phải có sự thủy chung, trách nhiệm, bao dung, thương yêu, chia sẻ. Trong thời đại nào nó còn cần có những cái đó cả. Cho nên là yêu thì đơn giản, nhưng mà cơ bản là giữ được bao lâu, đúng không? Yêu thì rất là đơn giản rồi, nhưng mà cơ bản là chúng ta giữ được tình yêu đó bao lâu. Các bạn thấy không, một ngọn lửa nó sẽ không thể nào là ngọn lửa nữa khi nó đã như thế nào ạ? Nó đã tắt. Và cái ngọn lửa tình yêu cũng vậy, khi mà nó đã tắt rồi thì tình yêu cũng sẽ chết. Có vậy, bạn thấy được rằng là một tình yêu chân thật, chân chánh, chân thành, chân tình hay chân gì đi nữa thì nó phải có gì ạ? Nó phải có chân. Nó không có đứng yên một chỗ. Có nghĩa là yêu thương là phải gì? Yêu thương là phải hành động. Cho nên bạn muốn duy trì cái ngọn lửa tình yêu của bạn thì bạn phải cung cấp nguyên liệu cho nó, để cho nó được sống mãi. Hay nói cách khác, chúng ta tạo nên được một cái tình yêu chung thủy. Mà các bạn biết tình yêu chung thủy là gì không ạ? Chung thủy là gì ạ?
À, trước sau như một. Tình yêu chung thủy là gì ạ? Tình yêu chung thủy nó như là một tín ngưỡng của nhân loại. Tại sao lại gọi là một tín ngưỡng của nhân loại ạ? Tại vì ai cũng tin rằng là tình yêu chung thủy là một điều có thật. Nhưng mà hầu hết mọi người rất là mơ hồ, rất là mơ hồ về cái tín ngưỡng này. Và rồi rất nhiều lần tín ngưỡng này đã sụp đổ. Tại vì sao các bạn biết không ạ? Tại vì bản chất của tín ngưỡng nó là một sự huyền hoặc và không mang tính ràng buộc. Cho nên là mới có cái chuyện là gì ạ? Trái tim em chỉ một lần mở cửa, đón anh vào rồi khép lại ngàn năm. Chung thủy không các bạn? Ờ, chung thủy quá. Nhưng mà lần đó em quên đóng cửa. Anh vào rồi đứa khác cũng vào theo. Đây gọi là gì ạ? Anh hứa gì? Anh hứa sẽ đưa em đi suốt cuộc đời. Mà sao đưa nửa đường rồi lại giống luôn? Đây gọi là gì ạ? Đây gọi là bàn đường chứ không thể gọi là bàn đời được. Các bạn phải phân biệt rõ ràng đâu là bàn đường và đâu là bạn đời. Một cái người bạn đời là một cái người mà sẽ đồng hành của chúng ta từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc. Thì lúc đó chúng ta mới có được một cái tình yêu chung thủy. Và rất là may mắn thay khi mà tất cả chúng ta là những người Phật tử. Và Đức Phật đã cung cấp cho ta những cách làm thế nào để có được một tình yêu chung thủy. Đức Phật nói rất là nhiều, nhưng mà chỉ có một điều mà chúng ta cần lưu ý, đó là Đức Phật nói tất cả chúng ta hãy biết từ chịu trách nhiệm. Đức Phật dạy rằng tất cả chúng ta là thai tàng của nghiệp, là kẻ thừa từ của nghiệp, là chủ nhân của nghiệp. Mà nghiệp ở đây là gì các bạn? Nghiệp ở đây là những hành động có chủ ý mà chúng ta đã gây tạo ra. Tức là chúng ta phải chịu tất cả những trách nhiệm về lời nói, hành động và ý nghĩ của mình. Trong tình yêu cũng vậy, bạn phải chịu trách nhiệm cho tình yêu của mình. Có phải khi bạn yêu ai đó thì bạn phải làm gì không ạ? Phải chịu họ không ạ? Bạn mà nói anh là anh chịu em rồi đó nha, đúng không? Thì mình yêu ai đó có nghĩa là bạn chịu người ta rồi mới yêu được. Mà không chịu thì có yêu được không ạ? Vậy gì mà yêu đúng không? Cho nên người ta khi mà yêu nhau thì việc đầu tiên đó là người ta phải chịu nhau đã. Người ta không quan trọng rằng rồi đây mình sẽ dễ chịu hay là khó chịu. Nhưng nói tóm lại, yêu nhau rồi thì phải sao? Phải ráng mà chịu. Yêu nhau rồi thì phải ráng mà chịu. Lộ mùi 18 gánh lông, chồng yêu chồng bạo, tớ hồng trời cho. Đó là gọi gì ạ? Vì yêu rồi ráng mà chịu. Chứ có gì nữa? Có một anh chàng á, các bạn biết là anh này anh cưới vợ hơn 30 năm. Và trong cái ví lúc nào còn giữ một tấm hình của vợ. Và mỗi lúc cuộc sống khó khăn, vất vả, đau thương, anh liền lấy cái ví của mình ra, nhìn vào hình của vợ và nói rằng mình đã có thể chịu đựng cái con dở hơi này 30 năm. Thì có chuyện gì mà không chịu được? Đó là gì ạ? Đó là yêu thì phải chịu. Mà muốn chịu được thì phải có cái để mà đừng. Chịu rồi mà không có cái đừng đó, thì chắc chắn là trước sau gì tình yêu của các bạn cũng sẽ bị mất. Quan trọng là bạn đừng như thế nào thôi. Vậy thì đừng bằng cách nào đây ạ? Đừng bằng cách nào ạ? Cách nào bạn? Đức Phật đã cho chúng ta 4 cái túi để mà đựng tình yêu của mình. Cái túi thứ nhất đó là từ. Từ ở đây tức là cái sự hiến tặng tình yêu cho người mình yêu mà không cần phải suy nghĩ gì cả. Các bạn chúng ta có hay nghe người ta nói rằng là người không có yêu ta, người không có hết lòng với ta, người không có tận tụy với ta. Nhưng mà có bao giờ bạn nghe người ta nói rằng là ta yêu người hết mình, ta sẵn sàng cho tình yêu của ta hay không? Cho nên cái cách mà người ta yêu nhau đó là người ta chỉ nghĩ rằng mình được yêu bao nhiêu, chứ không phải là yêu như thế nào. Và đây là một cách
nhìn nhận về tình yêu rất là sai lầm. Và yêu thương nó không phải là một sự đòi hỏi hưởng thụ, mà nó là một sự hiến tặng. Khi bạn yêu thương ai đó thực sự thì bạn phải làm cho người đó hạnh phúc mỗi ngày, thì đó mới gọi là một tình yêu thực sự. Bạn mà đã làm cho người ta hạnh phúc rồi á, thì chính bạn có hạnh phúc không ạ? Có không? Người ta hạnh phúc, bạn cũng sẽ hạnh phúc. Cho nên người phương Tây có nói một câu rất là hay, đó là bàn tay tặng hoa hồng, từ nó thơm trước. Bàn tay tặng hoa hồng thì từ nó sẽ thơm trước. Chúng ta không cần phải suy nghĩ. Các bạn thân mến, có nhiều người á, người ta hay hiểu nhầm là tình yêu chính là cái sự sở hữu. Mà cái điều này xảy ra là do có những cái giả định mà chúng ta thường nghe trong tình yêu, đó là gì ạ? Anh là của em là của anh. Thậm chí có những bài hát là gì ạ? Và chúng ta thuộc về nhau. Và khi yêu ai đó thì bạn tìm cách để mà chiếm hữu người ta. Thậm chí có nhiều người, người ta đánh đồng cái việc tình yêu và sự chiếm hữu nó mạnh đến nỗi là nếu như mà ai đó yêu mình mà không có sở hữu mình á, thì hình như là người ta không yêu mình, đúng không? Không yêu mình. Và rồi người ta làm gì ạ? Người ta tự nguyện bỏ tù nhau. Bằng cách nào ạ? Cạch. Ăn cơm chưa? Cạch, đang làm gì đó? Cạch, ngủ dậy chưa? Tức là người ta bỏ tù nhau trong từng lời nói, trong từng hành động và suy nghĩ. Bạn có biết cách người ta yêu một con chim không? Biết không? Khi yêu một con chim, có phải là bạn nhốt nó vào lồng và cho nó thật là nhiều gạo thóc và nước uống không ạ? Không. Khi yêu một con chim, bạn phải thả nó bay về với bầu trời tự do của nó. Đó mới gọi là một tình yêu không có vị kỷ. Cho nên như Hòa Thượng Nhất Hạnh có nói một câu nói rất là hay về tình yêu. Đó là "You must love in such a way that the person you love feels free." Tức là tình yêu của bạn phải làm cho người bạn yêu cảm thấy được tự do. Nếu bạn yêu ai đó mà bạn không có làm cho họ cảm thấy được tự do thì bạn đang bỏ tù họ. Bạn bỏ tù người ta mà bạn nói rằng bạn yêu người ta thì đó là một cái sự nhận định rất là sai lầm. Các bạn ở đây có bao giờ vẽ hình bé hơn ba chưa? Vẽ hình trái tim chưa ạ? Có không? Đây là trái tim. Và một khi trái tim của bạn đảo ngược lại thì nó sẽ có hình gì ạ? Có hình gì? Nó sẽ có hình mũi tên. Cũng vậy, khi mà con tim của bạn nó đảo lộn, nó mất sự thăng bằng, thì dấu hiệu của sự thương đau cũng sẽ có mặt. Cho nên bạn yêu mà bạn để cho trái tim của bạn đảo lộn thì chắc chắn rằng bạn sẽ có sự khổ đau trong tình yêu. Đó là một điều chắc chắn. Nên khi mà bạn phát hiện ra những cái dấu hiệu mất thăng bằng của trái tim thì các bạn phải tìm cách để mà giữ cho nó được yên ổn. Ông bà mình ngày xưa có nói một câu, đó là gì ạ? Yêu nhau muôn sự chẳng nề, dẫu trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng. Mà muốn kê cho nó bằng được á, thì các bạn chúng ta sẽ có thêm được một cái túi thứ hai mà Đức Phật đã tặng cho chúng ta. Đó chính là cái túi bi. Bi tức là cách mà giúp cho chúng ta lấy lại trạng thái thăng bằng cho trái tim của mình, bằng cách đó là lấy ra những đau khổ của mình và những người khác. Mình yêu người ta nhưng mà mình không có lấy ra được những cái đau khổ của người ta, mà mình chỉ làm khổ cho người ta, thì đó cũng chưa thể gọi là một tình yêu. Các bạn có biết hoa hồng không? Hoa hồng cũng là một biểu tượng của tình yêu. Và khi người ta yêu nhau á, thì sao các bạn? Khi người ta yêu nhau thì người ta nâng niu những cánh hoa hồng, và người ta quên đi những cái gai góc của nó, đúng không? Người ta quên đi những cái gai góc của nó. Nhưng mà khi ghét nhau rồi thì sao ạ? Người ta sẽ quên đi những cánh hoa hồng,
mà người ta nhìn chằm chằm vào những cái gai. Và người ta càng nhìn vào cái gai đó, người ta sẽ nắm lấy nó, càng bóp chặt lấy nó, thì chắc chắn rằng người ta sẽ bị tổn thương. Cho nên bạn đừng hỏi tại sao, tại sao mà tình yêu của bạn đau khổ, mà bạn phải hỏi rằng ngay bây giờ bạn đang nâng niu những cánh hoa hồng hay là bạn đang nắm chặt những cái gai. Bạn đừng hỏi tại sao bạn đau khổ. Và nếu như bạn là một người có trái tim bao dung, bạn sẽ thấy được một điều rằng là thực ra thì bản thân hoa hồng nó có muốn mang những cái gai trên mình nó không ạ? Nó không muốn, bản thân hoa hồng nó cũng không muốn mang những cái gai trên người nó. Tại vì nó sợ rằng vì những cái gai này có thể làm cho người khác tổn thương. Và các bạn thân mến, trong mỗi chúng ta ai cũng có những cái gai góc. Và không ai muốn rằng vì những cái gai góc của mình mà người khác phải bị tổn thương. Cho nên khi đó chúng ta thấy được rằng là suy lòng mình rã lòng, lòng người. Và chúng ta có thể yêu thương, có thể tha thứ, có thể bao dung cho người đó được. Mà như Đức Bồ Tát Quán Thế Âm dạy chúng ta đó là phải mắt thương nhìn cuộc đời. Khi chúng ta thương hết được rồi thì chúng ta có thể bỏ qua cho nhau. Và rồi sau tất cả thì sao ạ? Chúng ta sẽ trở về với nhau. Nhưng mà khổ nỗi á, có người ta vì không có chịu nhìn ra một vấn đề, đó là nhân vô thập toàn. Cho nên có người ta bắt đầu làm gì các bạn biết không ạ? Người ta bắt đầu so sánh. Nào là gì? Bồ của người ta, vợ của người ta, chồng của người ta. Rồi người ta nói rằng tôi tưởng rằng cô chỉ là như thế này như thế nọ, hóa ra cô chỉ là này kia. Tôi tưởng rằng anh là như thế này thế nọ. Các bạn biết không, cái sự so sánh người mình yêu với một người khác, đó là một sự tổn thương nhất đối với người mình yêu. Và nó cũng chính là cái nguyên nhân mà biến tình trường thành chiến trường thảm khốc, nơi mà những cái viên đạn bọc đường bây giờ nó đã hết ngọt rồi, nó chỉ còn lại những đau thương, còn lại cái nguy cơ sát thương rất là cao. Đó là chính là cái nguyên nhân các bạn. Đừng bao giờ so sánh người mình yêu với một người khác. Khi người ta yêu nhau thì người ta thề như thế nào ạ? Sống chết có nhau. Nhưng mà khi hết yêu nhau rồi thì người ta hay thề là sẽ sống chết với nhau. Cho nên các bạn, ở đây các bạn có tin là địa bay là có thật không? Địa bay á, UFO á, có người nói có người nói không. Trong tình yêu cũng vậy các bạn, khi mà yêu nhau thì người ta cứ nửa nghi ngờ, nửa tin là không biết địa bay có thật hay không. Nhưng mà khi cưới nhau rồi ấy, các bạn biết không ạ? Người ta không chỉ thấy địa bay mà chén bay, bát bay. Nồi niêu xong chảo cũng bay luôn đúng không? Cho nên không phải đơn giản đâu các bạn. Khi mà người ta đã ghét nhau rồi á, thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Và đó chính là dấu hiệu của sự rạn nứt, đổ vỡ và đau thương. Và đó cũng chỉ là một cái chuyện rất là bình thường. Mà Đức Phật nói đó là cái gì các bạn? Đó là sự vô thường. Tức là không có cái gì là tồn tại mãi mãi. Ai đó đã nói một câu là gì ạ? Only one thing is certain. That is nothing certain. Có nghĩa là có một điều chắc chắn là chẳng có gì chắc chắn cả. Có một điều chắc chắn ở trên cuộc đời này là chẳng có gì chắc chắn cả. Cho nên tình yêu dù có đẹp đến cỡ nào đi nữa, một ngọn lửa tình có mạnh mẽ đến thế nào đi nữa, thì nó cũng có khả năng bị dập tắt trong dung bão của cuộc đời. Dập tắt lúc nào mà không hay. Cho nên đối với những cái ai mà muốn giữ được cho tình yêu của mình được lâu dài thì phải luôn làm gì các bạn biết không ạ? Làm mới cho tình yêu của mình. Đừng có để nó cũ mềm. Tình yêu như chiếc bút chì, lâu lâu không vót tức thì vất toi. Hay người ta nói là đường không đi á, thì đường mọc đầy cỏ dại. Người không qua lại thì người sẽ trở thành người dân. Nhưng mà các bạn biết không, có nhiều người đã nỗ lực hết sức mình, đã làm mọi cách, nhưng mà người ta vẫn cứ là người dân. Thì
Thì lúc đó làm sao các bạn? Làm sao ạ? Còn duyên thì ở, hết duyên thì đi, níu kéo nhau chi cho đời thêm khổ. Đừng có hận đời đánh bạc, đừng có hận kẻ bạc tình, rồi lấy máu xăm mình. Xăm lên bốn chữ gì ạ? Hận người tôi yêu. Và cũng đừng có dài dột mà từ từ, thất tình từ từ đu cây mận. Thất tình từ từ đu cây mận, cây mận rung rinh ngã cây uỳnh. Nào ngờ dưới đất cây đinh nhọn, không chết vì tình, chết vì đinh. Cho nên khi mà bạn đã không thể níu kéo tình yêu của bạn, thì bạn phải làm một cái việc, đó là hãy an ủi mình. Bằng cách nào ạ? Trái tim ơi, đừng buồn nữa nhé. Tao biết mày đang nhớ tới ai, nhưng tim à, sao mày khờ quá vậy? Mày nhớ họ, họ có nhớ mày không? Thay vì mình cứ hát đi hát lại cái bài đó là đếm ngày xa anh á, thì mình sẽ giọng dạc và hát to cái bài gì ạ? Anh cứ đi đi. Và chúng ta cũng sẽ mạnh mẽ, dứt khoát sẽ hát đó là thà là bỏ đi hết, dù cuộc đời đau khổ đi nữa thì chúng ta vẫn hát lên. Và chúng ta sẽ thấy được rằng một điều rằng là mất tình yêu đôi lứa không có nghĩa là mất tất cả, vì cuộc sống này còn nhiều thứ đáng để cho bạn sống. Và bạn hãy ngẩng cao đầu, bạn nói rằng em của ngày xưa là cô gái mang hài đỏ, bỏ cả thế giới nhỏ để chỉ yêu mình anh. Còn em của ngày hôm nay là cô gái mang hài xanh, tuy mỏng manh nhưng mà không còn xem anh là tất cả. Rồi các bạn sẽ là gì ạ? Rồi các bạn sẽ lại yêu, nhưng mà yêu một người khác. Cho nên các bạn, chúng ta hãy bình tĩnh mà sống ha. Bình tĩnh mà sống, không có gì phải vội vàng, đau khổ rồi thất tình từ từ. Các bạn biết không, có một ông già đó, có một ông già, ông kể một câu chuyện cười. Và khi câu chuyện cười kết thúc á, thì mọi người cười ngặt nghẹo. Rồi ông kể lại câu chuyện đó lần thứ hai, người ta vẫn cười, nhưng mà tiếng cười nó vơi đi. Cho đến lần thứ 10, không còn ai cười nữa. Và ông già mới đưa ra một kết luận là gì ạ? Dù cho một câu chuyện cười mà có kể nhiều lần đi nữa thì nó cũng nhàm, mà chẳng có gì để cười cả. Vậy thì tại sao ta lại phải khóc đi khóc lại một chuyện cũ mềm? Đó là gì ạ? Đó chính là cách mà chúng ta học được một cái chữ trong đạo Phật nữa. Đó là chữ gì các bạn? Đó chính là chữ hỷ. Tức là chúng ta hoan hỷ, chúng ta vui vẻ đón nhận tất cả mọi thứ trong cuộc đời này sẽ đến với mình bằng một cái tâm bình thản. Tại vì cuộc đời vốn nó là như vậy. Không đau khổ lấy chi làm chất liệu, không buồn thương sao biết chuyện con người, không nghèo đói làm sao thi vị hóa, không lang thang sao biết gió mưa nhiều. Cuộc đời là như vậy, và không có gì mà phải đau khổ cả. Các bạn có biết sau cơn mưa thì thường có gì không ạ? À, mà cầu vồng nó phải có một vệt màu gì ạ? Màu xanh, màu tím, màu đỏ, màu vàng, rất là nhiều màu thì mới tạo nên được cầu vồng. Và cầu vồng không thể là cầu vồng khi nó chỉ có một màu hồng mà thôi. Và cuộc sống này cũng vậy, cuộc sống này không phải lúc nào cũng là một màu hồng. Nếu mà cuộc sống này chỉ toàn màu hồng thì cuộc sống này cũng sẽ là sao ạ? Sẽ vô cùng tẻ nhạt. Cho nên các bạn, chúng ta hãy giống như là một cái con lật đật, dù ngã bao lần cũng tự bật dậy đứng lên.
Và bạn hãy nhớ rằng là bạn và chính bạn, chứ không phải một ai khác, phải đi hết hành trình cuộc đời của mình. Và bạn cũng đừng quá nương tựa vào bất cứ một ai. Tại vì sao các bạn biết không ạ? Bởi vì ngay cả cái bóng của bạn cũng sẽ bỏ bạn lúc tối tăm. Ngay cả cái bóng của bạn mà nó còn bỏ bạn thì đừng có nói ai ngoài bạn nữa. Cho nên á, khi mà bạn muốn tìm một người nào đó để thay đổi cuộc đời mình thì bạn phải làm gì ạ? Bạn hãy nhìn vào gương. Và lúc đó bạn sẽ thấy ai ạ? Bạn sẽ thấy chính bạn. Và chỉ có bạn mới thay đổi được chính bạn. Chỉ có bạn mới làm cho cuộc đời của bạn hạnh phúc hay đau khổ mà thôi. Hãy nên nhớ điều đó. Có một con thuyền sắp ra khơi, và người ta tuyển mộ thủy thủ. Thì một đám người thất nghiệp mới xin lên tàu để làm việc. Người thuyền trưởng mới hỏi rằng: các anh có kinh nghiệm để đi biển không? Thì những cái người thất nghiệp mới nói rằng là: chúng tôi chưa có kinh nghiệm đi biển. Người thuyền trưởng mới nói rằng là: tôi không thể nào giao chiếc tàu cho các người chỉ biết trông cậy vào niềm tin. Khi mà sóng gió xảy ra thì các anh cứu con tàu này như thế nào ạ? Cho nên cuộc đời này cũng vậy các bạn, không ai trên cuộc đời này á, người ta giao phó cuộc đời của họ cho bạn khi bạn chỉ có trong lòng bạn là một cái niềm tin trống trơn. Khi bạn nói rằng anh yêu em yêu anh, thì chính ngay trong bạn phải có gì ạ? Phải có tình yêu trước đã. Bạn phải có chất liệu trước đã. Bạn phải có bột thì mới gột nên hồ. Bạn nói rằng bạn yêu người khác nhưng bạn chỉ có một cái niềm tin trống trơn á, thì bạn không thể yêu người khác một cách trọn vẹn được. Và trước sau gì tình yêu của bạn cũng sẽ đổ vỡ. Và trong khóa tu này chắc chắn rồi, bạn sẽ học được cách làm thế nào để yêu thương đích thực và đem tình yêu thương đó để trao tặng cho người mình yêu. Và bạn đừng có bao giờ yêu người khác với một niềm tin trống rỗng. Còn nếu như bạn muốn thấy một tình yêu đích thực á, thì bạn hãy nhìn vào hình ảnh một người mẹ ôm một đứa con tật nguyền của mình vào lòng và hôn mãi. Hay bạn hãy nhìn vào hình ảnh của một con người ngồi dưới gốc cây bồ đề với một tư thế an nhiên vững chãi và đã hy sinh cho tất cả chúng sanh. Người đó là ai các bạn? Đó chính là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta. Và đó là một tình yêu vị tha vô ngã. Và chúng tôi cũng cầu mong rằng bạn sẽ được tình yêu cao thượng đó. Xin chúc bạn luôn có được hạnh phúc và bình an. A Di Đà Phật. Sau buổi giảng của thầy Tâm Nguyên, con thấy rất phấn khích ạ.